lấy ra tôi đây em ạ. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC Vĩnh Phúc. Ở trong trận đấu này, Real Tomama bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục truyền thống là quần áo màu xanh. Chúng ta điều hành trận đấu này là ông Yoshida Shikawa đến từ Saitama, Nhật Bản. Trong đội hình này có một sự thay đổi mới so với đội hình ở trận thắng đội FC Bình Định lần trước, là có sự có mặt của cầu thủ Nam Tống với lực sút cực mạnh. Nam Tống cũng được. Linh Đất và phối hợp không được nghĩ giữa Linh Đất và chuyền bóng cho Nam Tấu. Linh Đất pha va chạm nhưng trọng tài không kết còi. Phạt góc dành cho Real Tomama. Trong trận đấu trước thì FC Vĩnh Phúc cũng đã có 9 thắng. Trong trận đấu trước thì FC Vĩnh Phúc đã có 9 thắng. Vâng, một cổ động viên rất nhiệt tình. Bác đã bay từ Thanh Hóa sang đến Nhật Bản để cổ vũ cho đội nhà Real Tomama. Phút đầu tiên thôi, khi mà tôi còn chưa kịp bắt nhịp với trận đấu thì đã có bàn thắng dành cho Real Tomama. Một bàn thắng sớm đồng nghĩa với một tinh thần thoải mái. Còn ở trận đấu trước thì cầu thủ Nagoya đã bị một pha chấn thương khá là đau và mạnh của đội bạn. Thế nhưng anh vẫn có mặt được trong trận đấu này. Đây là một điều rất đáng hoan nghênh dành cho Nagoya. Đội bạn đang bắt đầu phản công sau bàn thắng vừa rồi. À, chỉ có là bàn thua. Nguy hiểm, rất may bóng đã bay đúng vào chân của cầu thủ áo số 15 bên đội bạn. Phúc đang bắt đầu tràn lên để tìm bàn gỡ. Điều này sẽ là một khó khăn hay là sẽ một lợi thế mở ra dành cho Real Tomama khi đội bạn dâng cao đội hình. Nam Tống. Và ở trận đấu thứ hai này thì gió đã bắt đầu lặng hơn. Một phần nào đó sẽ thuận tiện hơn cho những đường truyền đến chân của các cầu thủ. Linh Đất không ngờ mà một cầu thủ đang giữ bóng trong chân của FC Vĩnh Phúc có vẻ anh đã ngoài 30. Anh cần rất chắc chắn. Không.
Nào Quỳ Gia vẫn rất năng nổ trên mọi mặt trận. Nguy hiểm. Không có lỗi. Các cầu thủ Tô Ba Ma không được chủ quan trong những tình huống vừa rồi. Thì đã có bàn thắng, chúng ta cần phải năng nổ hơn nữa. Nam Đông xuất xa, không được. Một pha phối hợp rất có ý đồ. À, đánh đầu cản phá vừa rồi là của Hữu Thái. Dường như đã có lỗi xô người. Xuất xa. Pha xử lý không được tốt của cầu thủ áo số 18 bên phía FC Vĩnh Phúc. Kêu ơi dẹp dẹp người xịt đi. Nào Quỳ Gia. Pha không chế bóng của Nào Quỳ Gia thật sự rất tốt. Rất tốt. Nào Quỳ Gia phản công xuất xa. Rất tốt. Nào Quỳ Gia phản công xuất xa. Vâng, có lẽ sau cú chấn thương giữa hiệp đấu với FC Bình Định thì Na Khôi Gia lại như tiếp thêm một động lực. Động lực rằng anh sẽ đáp trả mọi đối thủ nào muốn ngáng đường anh. Hay không rồi, dường như một sự khởi đầu rất mát mẻ dù trời đã nắng. Như vậy là Naga già đã có cho mình một bàn thắng. Linh đất. Khoảng trống Naga già. Bóng rơi trong chân của Naga già. Rất nỗ lực. Đã có lỗi. Thách thức dành cho các cầu thủ FC Vĩnh Phúc. Đang đứng đối diện với quả bóng là Quốc Bảo. Không được. Vâng, phút thứ 9 tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Real Tô Ba Ma. Sự khởi đầu khá nhẹ nhàng. Linh đất đang ngồi ra sút tiếp nào, không được. Không có gì là nguy hiểm. Anh lấy giờ sao lắm, anh lấy giờ sao lắm, anh lấy
góc dành cho FC Vĩnh Phúc. Nào ôi da, đưa bóng lên. Cầu thủ Real Tomama đã bị đau. Đầu là Hữu Thái, một hậu vệ khá kiên cố trong khung thành của Real Tomama. Ở bên bảng đấu cùng giờ là cục hội ngộ giữa FC Kizuna và FC cái gì nữa tôi không biết. Úc Bảo, Linh Đất đánh đâu không được. Rất hay, bóng đã chạm tay cầu thủ FC Vĩnh Phúc. Sút khá mạnh của Hữu Thái. Nào cô ra lấy bóng rồi, sút nào. Vào! Không vào. Rất tiếc. Một pha vào bóng khá bất ngờ của Nào cô ra. Cầu thủ đội bạn chỉ biết đứng nhìn bóng bay nhưng mà bóng bay mất ra ngoài. Ông nói gì đấy? Vẫn lên đâu nha, không được. Quốc Bảo, nào ngồi ra, vẫy bóng cho Linh Đất. Nào Linh ơi, rất tiếc tôi gọi mà Linh không trả lời. Vẫn là Linh Đất. Nào ngồi ra. Nào ngồi ra. Không được. Đây đã thổi lỗi. FC Vĩnh Phúc được hưởng một quả đá phạt. Vừa người vừa thực hiện pha cản phá. Nào ôi ra, lấy bóng tốt. Linh Đất. Vẫn là Linh Đất. Quá người, không được. Và cản phá của Hữu Thái. Linh Đất. Nào ôi ra. Không được rồi. Đường truyền khá khó của Linh Đất dành cho Na Goya. Linh Đất sút bóng không được. Thái.
bạn đang tháo gỡ khó khăn. Thế nhưng để vượt qua được những hàng rào giữa các chiến binh Real Toma là một điều dường như là bất khả xâm phạm tới lúc này. Sút ra vào! Sút ra vào! Vâng, một bàn thắng rất là bất ngờ đến từ cầu thủ Nam Đông. Dường như những cú sút của anh chỉ là chơi vơi đi, nhưng không nghĩ là một bàn thắng. Vâng, các cổ động viên đội nhà đang ăn mừng một cách phấn khích. Tôi nhìn thấy những quả pháo sáng đang lấp ló đằng sau, thế nhưng ban tổ chức cấm đốt pháo. Ba không rồi. Một trận đấu có vẻ như khá nhẹ nhàng. Vâng, trọng tài ông Yoshida Satama đã thua khỏi kết thúc trận đấu đầu tiên giữa hai đội Real Toma gặp FC Vĩnh Phúc. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về các chiến binh Real Toma. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại vài sau 2 phút dành cho quảng cáo. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn trên màn hình. Quý vị và các bạn, là trận đấu thứ hai giữa hai đội FC Real Toma và FC Vĩnh Phúc thuộc trong khuôn khổ giải Favisa Cup lần năm 2023. Bàn cắm dành cho Real Toma. Đánh đâu không được, thêm nữa đâu đâu có nhá. Rất tiếc. Vâng, những pha ăn miếng trả miếng giữa Nagoya và thủ môn đội bạn lần này thì Nagoya đành phải bó tay trước sự may mắn của thủ môn đội bạn. Ở hiệp hai này, người được tung vào sân thay cho Linh Đất là cầu thủ Chí Đạt. Tung báo. Chủ Thái. Chí Đạt. Nagoya. Và phòng thủ rất chắc chắn của Chủ Thái. Nagoya không chế bóng tốt. Chí Đạt. Thiên. Nagoya. Không được. Chí Đạt. Không vào. Pha sút là khá nhẹ nhàng. Chí Đạt. Khá nguy hiểm. Vâng, những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, Dìn Bí Năng rất sôi nổi. Đội bạn đang cố kìm bàn thắng danh dự. Nguy hiểm! Rất may! May mắn đã đến với khung thành của Real Toma. Nam Tống. Hà Thượng. Báo nhìn đây, nhìn đây. Cũng báo. Nam Tống.
không được. Định dành cho Real đâu mà. Một pha nằm ngửa của cầu thủ bên phía FC Vĩnh Phúc. Nào ơi nhá! Sút bóng! Tính cả tình huống vừa rồi không có cầu thủ nào có Real Tô mà. Nào ơi nhá! Không được. Nguy hiểm. Nào quay ra. Quá người nào. Không được. Trận trận đấu trước thì FC Vĩnh Phúc cũng đã có chiến thắng trước FC Nagata, một FC cũng đánh giá là khá mạnh. Ở trận đấu này kèm Real Tomama không được nhỉnh như so với những gì đã đánh giá trong trận đấu gặp Nagata. Bạn đang có bóng. Nguy hiểm. Đã có lỗi. Thủ thái là người đã phạm lỗi. Ông cho bảo lên này anh. Để ra dưới. Con ấy về đá cánh nhỉ. Lấy vợ bảo nó khác nhỉ. Mà lấy vợ. Đây ai cũng vợ. Nguy hiểm. Thêm một phạt góc dành cho các cầu thủ FC Vĩnh Phúc. Nào Hồi Gia, bứt tốc tốt. Nào Hồi Gia, một bầu thủ bắt đầu vào. Cho các cầu thủ FC Vĩnh Phúc. Nào Hồi Gia. Một chiến thắng có vẻ như khá dễ dàng của các cầu thủ Real Tomama. Vâng, thay người để giữ sức, người được rút ra ngoài sân là Hà Thượng và người được tung vào sân là Văn Hiền. Tuy
không có cầu thủ bên FC Vĩnh Phúc. Tỷ số là 4-1 nghiêng về Real Tomama. Vâng, như vậy là Real Tomama đã bị thủng lưới một bàn. Thủ môn Minh Tân trước khi vào trận đấu anh phát biểu trong ngày hôm nay anh đến đây cùng với người yêu là để kiếm 5 bàn, đồng nghĩa với một giải thủ môn xuất sắc nhất. Tay người bên Real Tomama. Quốc Bảo là người được rút ra khỏi sân, thay vào đó là Văn Minh. Phút thứ 10. Số trận đấu vẫn là 4-1. Và điên, sút đâu vào? Không được. Giờ ở trong trận đấu cùng giờ, đội bóng The Ram đã vươn lên dẫn trước 2-1 trước gã hàng xóm Kirina. Lần nào cũng ra chỉ móng cho Văn Hiền sút nào Hiền ơi, không được. Phạt góc dành cho Real Tomama. Văn Thái nào ngồi ra, vẫn lên nào ngồi ra, không được. Phạm lỗi. Gì? Siêu bóng cốt tay. Hay. Nó không dơ, xem bóng sang được tiếp tục. Nhá. Và luôn cốt tay, cốt tay. Nam ơi, ra ơi, Nam ơi, Nam ơi, lại đây, lại đây, ra đây mình dùng, Nam ơi, lại đây. Sự thay đổi người bên phía Real Tomama, Nam Tống và Nagoya là người được rút ra khỏi sân, thay vào đó là Hữu Minh và Bảo. Chiến thắng tốt của Chí Đạt. Phạm lỗi rồi. Người phạm lỗi là Hữu Minh.
ở nhà đang chụp ảnh chính người yêu của mình đang zoom lên một cách hết cỡ. Nguy hiểm, không được. Liên tục là những sự thay đổi người để đảm bảo thế lực cho các cầu thủ Real thôi mà. Vâng, trận đấu cùng thầy Kizuna đã gỡ hòa. Vâng, những giây cuối cùng giữa hai đội Real Tobama và FC Vĩnh Phúc, tỷ số vẫn đang là 4-1 nhưng về các cầu thủ Real Tobama. Văn Điền. Còn thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Đá cho người ta cái khoảng người ta mấy quá. Và con người rất tốt. Tiếp tục nào, không được rồi. Vâng, trọng tài người Nhật Bản ông Yoshi Satama đã tối qua kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tobama gặp FC Vĩnh Phúc. Ông chồng ăn mừng, vợ phấn khích, một hình ảnh rất đẹp trong bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi bình luận trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại trong trận đấu tiếp theo. Sau đây là 5 phút dành cho quảng cáo.